Người có hẹn với ông bạn già. Tôi chào mọi người. Rồi, ok. Thế Được rồi đó. Ok anh. À, hôm nay 24 25 độ anh. À, thì cũng nếu mà tí độ C thì cũng âm 4 5 độ rồi, kệ Ủa mẹ thiệt. nó. Nhưng mà nó Đi khổ ra nổi. khỏi nước Mỹ. Em Đi biết ông đi đi ra khỏi đất Mỹ thấy cái cuối năm vừa rồi đó. Gì đâu mà anh em mình cứ bắn nhau rồi từ cái mùa lễ chả công nhận cái mùa lễ Mỹ, cái mùa lễ năm năm này mình nhìn người ta bắn nhau mà tự tử với nhau thấy ghê thiệt. Ủa mà nó cái cứ trong nhà bắn nhau chứ còn người ngoài đường nó không phải người lại chứ cái vợ đó chồng bố mẹ bắn nhau rồi vợ chồng bắn nhau bắn con luôn rồi thế ông thì có thấy tội nghiệp thì có chăng anh ơi, mà cái mùa lễ cái đó anh nói em nghe, à, tôi đó anh nghe nè, cái đó cũng là một cái vấn đề tội tai nghiệp nạn về súng đạn, tai nạn về súng đạn mà mình không quản lý chặt chẽ. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai căng nữa, thí dụ đặt hỏi nặng nếu quá hay không có sao á. súng, không có súng á thì chúng lại chửi lộn, sao chửi lộn trừ, thí dụ vậy. Không có một cái gì mà không có một cái vũ khí để tiếp sức. Đúng Ở như Việt Nam tao tức mày quá tao chửi chửi không, hai đứa dùng tay quýnh nhau đi thì cũng sứt đầu lẻ trán, không có đến nỗi thiệt mạng. Còn ở Mỹ á, nó có những cái chuyện mà mình không thể nào mà nói, chỉ có chuyện nhỏ thôi. Chẳng hạn như là anh đi xe mà anh đi cụp đầu người ta quá, người ta tức là nó có chuyện đi với người rồi. đúng rồi. Đừng có nói làm chi, mà đừng có nói làm chi cái lộ, nó chỉ cần chút xíu mà nó cảm thấy nó bực mình là nó đã quất anh rồi. Cho nên vì cái chỗ đó thực sự mà nói á, mình cảm thấy mà người sơn dân Việt Nam mình hỏi nói Việt Nam mà nói các chủng tộc khác cũng vậy nữa, sống in trước Mỹ, nước Mỹ này mình cảm thấy nó có tính cách là lo âu về xã hội, có nghĩa là không dám ra đường, mà Căng ra thẳng đường anh. thì căng thẳng rồi, nó khác biệt lắm anh. Giống như tôi nè, tôi bây giờ tôi đi đâu á, mình đi về tôi đi mua chợ hay đi bất cứ gì là đi cho thật lẹ, ngắm trong bông đồ lấy đờn hoàng xong rồi là dọt về nhà. Cũng như cách đây mấy bữa thì tôi đi lên mall ở ở ở Minnesota này, có một cái mall rất là lớn là cái Biết. mall America, anh biết rồi. Thì tôi tính tôi lên tôi mua cái phone, nhưng mà tôi vô cái Apple phone Apple Store đằng ngoài, xong tôi dùng qua dùng lại sao thấy thấy hơi đông đông, tôi ấn ấn, tại vì tôi ấn ấn là bởi vì thôi anh, tôi nói với con thôi về con về 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 cho nó chắc ăn, mặc dù nó không xảy ra gì hết, nhưng mà có điều tự nhiên con người mà nó cảm thấy nó bất an, anh nó bất an, cho nên vì là thôi về mình già rồi đỡ nó làm đùng đục mình chạy không kịp cũng chết. Mà nó ngộ lắm, mà khi mà nó có chuyện gì xảy ra mà nó nguy hiểm á, coi mình lớn tuổi cái chân mình nó cúng lại, nó quýu nó cúng là chạy không được, đi cũng không được luôn. Ồ má là chết rồi, thôi kệ mẹ nó về. Thiếu Lâm mình thì nhiều khi có những cái nào mình suy nghĩ nó hơi sâu hơi xa, mình thành ra mình hiểu Thiếu Lâm, rồi về nhà rồi chẳng có mẹ gì cả, nhưng mà cái điều mình cũng nó làm cho con người ta căng thẳng anh, nó làm cho con người ta cái căng thẳng. Cái ban đêm á, mình như tôi không biết là anh sao, mình cho phần tôi đó như là mình nói là tại vì ban đêm á, mà mình muốn đi đâu á, thì như là Việt Nam như bên bên đó thì mình đi đâu là mình đi xe, Đúng mình rồi, ít có đi bộ tại vì mình đâu có đi đâu mà đi bộ. Nhưng đúng rồi, mà rồi bảo là nhưng mà nói là trường hợp nhưng mà bên Mỹ mà biểu ban đêm mà biểu đi bộ là mình không dám đi bộ, không dám, mình chứ không còn tôi dám. thấy đi đây ban đêm đi bộ ok không có gì cả. Tôi thấy là sáng tại vì bên này là 5 giờ sáng Trời ơi, là mới có tối lắm anh, suốt mà đêm đường không không, ai á, 5 giờ sáng người đúng ta rồi, chưa có dậy không có ai mở cửa chứ. Tôi thấy là đi bộ ok, người ta đi rần 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 không có sao hết đâu, không tức sao là hết đó. có vẻ là rất là an ninh đấy. Mình thấy nó như là anh mình ở trong cái ở trong cái khách sạn nhỏ nhỏ ở trong cái con phố Duy Tân đó, Đúng thấy rồi. rất là an ninh, nó Tuyệt yên lặng mà nó vời. rất là an ninh, Tôi an nói cho ninh anh vô nghe cùng. nè. Nếu mà nói về tệ nạn xã hội thì không có đất nước nào không có cả, nhưng mà cái đất nước của mình, Tôi thấy là đất đây nước là Việt mình Nam thấy mình là mình ạ. mới thấy, anh mới thấy nó an toàn. Đấy đấy ạ, đại khái là mình thấy như ở Sài Gòn, mà thế là tôi đi tận ngày hôm nay tôi đi bộ cũng nhiều nhiều á, mình đi bộ con quen, đây là khu này là khu dân cư mà ta buôn bán cũng nhiều, mà thấy là có bộ những mấy người ăn xin là không thấy, chắc chắn là mình thấy là không bó đâu, mấy người Đó homeless là cũng cái thế luôn, lời tôi nói cho, mà sẵn không đây đất có là anh không thấy Phượng, nhìn thấy. có đây là có anh Phượng, anh đây là một người Việt kiều Mỹ đang về Việt Nam để mà vui xuân. Thì lời nói của anh chàng này là xác nhận 100% là ở Việt Nam không có ăn Không xin, đó là không có ăn xin, thấy có chưa? ăn xin Đó rồi, không
ai cũng bán cái gì á, người ta có cái tất cả mọi người đều làm cái gì. Anh Phượng có cái này để chứng minh là đất nước mình Việt Nam an toàn. Anh có bao giờ thấy tất cả những vị nguyên thủ quốc gia các nước mà đi bộ ở Hồ Gươm chưa? Hồ Tây chưa? Chỉ có Việt Nam mới có cái đó thôi. Đúng rồi. Chỉ mình cũng mừng đấy. Ừ, rõ ràng là mừng là mình thấy vương tôi đã nói mấy cái điều lần mà nó mỗi lần tôi nói chúng nó chửi tôi ha kệ bà nó chửi chân thua gì tôi chứng minh là hoàng tôi chứng minh là nói một cách khác nè ông Donald Trump hoặc ông Biden và qua Việt Nam mình vẫn bình thường vẫn có người đi ăn uống nào hoàng nhưng mà ở đất nước Mỹ nè đất nước của ổng đây nè ông, đất nước của ổng nè ông dám ra đường ổng không dám ra đường ông mà ông ra đường là bao nhiêu cận vệ bao nhiêu thứ nha. Ông qua Việt Nam ông qua Việt Nam ngồi ông ăn đủ thứ chuyện trên đời chứ không uống cà phê mà tôi nói vậy đó là một cái điều là minh chứng cho một cái sự thật đó hẳn này mình nói rõ ràng bây giờ mình ở đây từ chỗ nhà mình mà ra cái đường cái đi khoảng chừng 10 căn nhà thì ra cái đường cái đi bộ tàn đúng rồi mà mình ở đây không mà có cái là ở đây là nhìn chẳng bao giờ thấy cảnh sát đâu có công an không biết là công an ở đâu nhưng mà mình nhìn cảnh sát đi bộ tôi đi ngoài đường á tôi cũng không nhìn nữa chứ tôi đi bộ ngoài đường không có cảnh sát không có công an thấy mà bây giờ tôi cứ chỗ ở này cái chỗ khu mình nó là cái khu mới mở cũng lao động lắm anh nhà cửa cũng không có gì gọi là khu lao động mà đường phố họ giữ ngoài phố xá họ giữ sạch sẽ lắm anh không biết đâu có tên không sao mà thế đó đúng rồi cái đó là anh nói rồi thì tôi cũng đã về Việt Nam mấy tháng năm ngoái tôi cũng về rất là lâu rồi anh hiểu rồi nhưng mà tôi thấy là cái tình hình an ninh Việt Nam mà rất là tuyệt vời đó anh. Cái điểm thứ nhất cái sự nhận thức của người dân mình nó càng ngày nó càng cao anh hiểu không rồi cái thứ quỷ gì cũng có từ nó một cách khác là từ thượng vàng hạ cám bây giờ nó đầy dẫy nó không có thiếu thốn bất cứ gì cả. Bởi vậy bởi sao nói mấy thằng Tây qua đây nó thích là chỗ đó bất cứ chỗ nào nó cũng ăn được anh, thức ăn dễ ăn thức ăn dễ ăn mà mình ở trong xóm mình ở trong từ nào giờ về đây thì bà đâu ở đó nhưng mà cái này mình về ở xóm này mình thích nè xóm rất là bình dân tôi thấy khi mình tới đó là đồng bào cắm cờ tại cái ngõ đó là ngõ ấp văn hóa ngõ văn hóa mà cái gì đâu mà nè vâng này nhà họ cắm cờ ngày mùng 1 nhiều lắm anh cái đó là họ tự giác nha họ tự giác. Động không ai bởi vì tới cái ngày lễ là họ cấm rồi cắm cờ ra cắm cờ rất nhiều và có nhiều lúc mà mình khi mà có mùa lễ ha đi một cái đoạn đường từ thí dụ như tôi đi về từ miền Tây có bữa kỳ rồi như nhỏ chở tôi đi đâu ta đi về Bạc Liêu đi không phải Bạc Liêu cái chỗ mà của ông mà gì mà chết rồi hàng năm người ta tới người ta để mà ta cúng như hoài đó ông gì tôi không rành lắm nhưng cái điều Việt Nam mình hàng Việt Nam nhiều lắm ông nó nhiều ông, nó nhiều quá tôi không biết nhưng mà tôi thấy dọc đường là hầu như là nguyên cả những con đường ở dưới miền Tây đều đỏ rực rồi mình ở trong cái shop này như vậy đó thấy mình lúc mình tới đây là đồng bào cắm cờ nhiều đã, mà người ta cắm cờ họ phấn khởi lắm rồi xong vui họ vui rồi họ tổ chức bạn để ăn uống gia đình ví dụ vậy ở miền Giang tới rồi nói gì thì nói bây giờ ngay về thời điểm này anh ở Việt Nam tôi ở đơn vị này anh cũng phải xác nhận giùm tôi một cái điều là cái người dân Việt Nam mình họ lạc quan kinh khủng và họ không lạc quan lắm nói là bất kể mà không lạc quan sao được anh Việt Nam bây giờ mới lạnh anh nghĩ anh coi đi. Nói một cách cái cho nó trắng trợn lên xíu là ngay toàn cầu cả thế giới bây giờ anh thấy rõ ràng chỗ nào cũng bất ổn anh thấy không chỗ nào cũng bất ổn cả kể cả Mỹ cũng bất ổn luôn bởi vì sao thì chiến tranh tất cả anh cưu mang đủ thứ tùm lum tà la một bên là Ukraine một bên thằng Trung Đông phía bên Liên Xô thì phía bên Nga thì có thằng Ukraine phía bên Trung Quốc thì có thằng Đài Loan phía Myanmar thì đang nội chiến nói chung là tất tần tật ở chung quanh chúng ta đều có những sự bất ổn chính trị kinh khủng luôn và loạn lạc xảy ra tất cả những cái miền đó những miền đất hứa gì Jerusalem, Palestine, Hamas luôn hầu như chỗ nào cũng biến động cả, chỗ nào cũng có những cái chuyện đặc biệt chỉ có Việt Nam chúng ta đang yên bình anh thấy đó đẹp không đúng rồi mình nó cái chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên rồi Việt Nam mà là sướng nhất bây giờ từ thì đến bây giờ là đúng rồi không có gì cả
không về đây không, mình có bảy vậy đấy không, bây giờ tôi mới hiểu về đây nó không có nghĩ gì Đúng rồi. nhiều, cũng lộn lạ, Đấy. không thấy Đầu óc lạ, thanh thản, thấy cuộc sống nè, đầu muốn óc thanh chỉ muốn thản, đi ra không có ngoài suy có người nghĩ. ta nghe người ta nói chuyện ăn uống này kia, không có còn chuyện muốn lộn có lạ, chuyện chửi nhau đánh nhau mà mình Không không thấy, có, đây nó có gì đâu, con không không có gì hết, tất cả không mọi có người để bàn, không có gì để bàn cãi. ai Trời ơi, nó khổ vậy là về thành Mỹ ra mà mở nó tivi sung ra cái sướng. là đang cãi nhau, nó ghê được tôi bởi vậy đó, công nhận đó, mình ở đây yên bình lắm anh, mình về mình đi trò đời mình đi chơi mà không phải làm gì hết, ăn tôi muốn thực ăn ở tôi đâu thực tôi thực sự là tị hiềm với anh đó nha, tôi cằn lanh với anh đó. Tôi bực lắm rồi, tôi ông bỏ tôi ông đi ông về một ông còn một mình rồi là ông liệu hồn ông với tôi á, tôi bây giờ bắt về ông là ông chết. Có mình ở trong ngõ này á, ngay đầu ngõ có cái đền thờ của người người Hồi giáo, à họ ở bình thường anh. bởi vậy đó, mấy cái người Hồi giáo tôi không biết thì người Hồi giáo ở Việt Nam ngay cái đầu ngõ tôi, họ dễ thương, tôi đi ra nói chuyện với người ta mấy câu họ vui vẻ, hỏi gì họ nói cái đó, chứ mà bên Mỹ mà nhìn nữa Hồi giáo không biết Nó họ nói khổ, sao, mình nhìn cũng có thể bởi vậy, tôi nói với anh, rồi, cái vùng đất mình là vùng đất linh thiêng, không biết sao á, mà khi người ở trong nước á, con người rất ư là hiền hòa, các cái mà bước chân ra khỏi cái vùng đất linh thiêng là tự nhiên con người mình nó kỳ cục, nó giận dữ, còn không là rồi sình sộ rồi đủ thứ, gặp mặt nhau rồi cạch nhau rồi đủ thứ chuyện trên đời khổ vậy. Bởi vì tôi mới nói là, tôi mới nói với anh biết là cái vùng đất Việt Nam mà cái vùng đất như là linh thiêng á, thì ra vì đó cái ai tôi nói chứng minh rất là nhiều lần là người Việt Nam mình ở trong nước rất là có sự đoàn kết gắn bó nhau. Mọi người chỉ còn nghe không biết được hay là tự nhiên rớt rồi. Không, anh thì Mình nghe nghe. còn tốt. Nhưng mà mọi người dưới có thấy rớt chưa? Nhiều Vậy khi à? rớt nó rớt mình không biết. Thôi kệ bà đi, mình nói chuyện riêng mình. Ok ghê thiệt tình. Ok thì bữa nay tôi từ bữa anh về Việt Nam tới nay hai đứa mình chưa gặp nhau thì hôm nay Ok like để coi chúc anh một kỳ đi nghỉ dưỡng kèm tới ăn Tết của Việt Nam anh. mình một sự ra lại chúc anh một mùa xuân à, còn tôi lạnh lẽo bên này kệ cha tôi để mà uống bia để trả thù. Ok anh Ok ráng giữ người ấm ấm, đừng để đúng rồi, ho đừng có ok chắc chắn là đừng phải có vậy ra ngoài. rồi, tao khuya Ok rồi chào quý vị. anh nghỉ ngơi nha, Dạ rồi cảm ơn ok anh. rồi.